Bây giờ Kiên Lao Địa Thần bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con từ lâu xa đến nay chiêm ngưỡng lễ bái vô số đại Bồ Tát. Vì Địa Tạng Bồ Tát đây có đầy đủ trí tuệ, thần thông bất khả tư nghị, rộng độ tất cả chúng sinh. Sức thệ nguyện của Địa Tạng Bồ Tát so với các Bồ Tát kia còn sâu nặng hơn nhiều. Bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát này có nhân duyên rất lớn với chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Di Lặc. Bốn vị đại Bồ Tát cũng hóa hiện trăm ngàn thân hình trọng độ chúng sinh trong sáu đường, nhưng thệ nguyện của họ còn có ngày hoàn tất. Duy chỉ có Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sinh trong lục đạo, trải qua trăm ngàn hằng hà sa kiếp vẫn chưa hết. Bạch Thế Tôn, con xem xét những chúng sinh đời vị lai và hiện tại ở cõi nước phương Nam, tìm một nơi thanh tịnh, dùng đất đá làm nên tòa thất. Trong thất này có thể dùng vàng bạc đồng thiết tô vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thường đốt hương cúng dường chiêm lễ tán thán, thì nơi ở của người ấy được 10 điều lợi ích. Một là có đất đai trù phú, hai là nhà cửa vĩnh viễn an lạc, ba là tổ tiên quá giảng có thể giảng sinh về thiên giới, bốn là thọ mạng được lâu dài, năm là cầu chi được đấy, sáu là không bị tai nạn nước lửa, bảy là tất cả những sự lo sợ tổn họa không thể xâm phạm đến được, tám là không nằm thấy ác mộng, chín là ra vào có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp nghe pháp, tụng kinh, bố thí, tạo tượng Phật, vân vân. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào trong hiện tại và vị lai tại nơi trụ xứ này cúng dường như vậy thì có thể được 10 điều lợi ích. Bạch Đức Thế Tôn, nếu ở hiện tại và vị lai nơi trụ xứ của người đó ở mà tôn thờ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát hoặc đọc tụng Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh, con sẽ ngày đêm thường hộ vệ người đó, dẫn đến tai nạn nước lửa, đạo tặc, vân vân cũng không hại đến người ấy được. Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng: Lành thay sức thần lực rộng lớn của ông, các vị thần khác ít có thể sánh kịp. Đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông bảo hộ, dẫn đến cỏ cây, lúa mè, tre lau cũng đều nhờ sức bảo hộ của ông mà được sinh trưởng. Ông cần nên tán thán sự lợi ích và công đức của Địa Tạng Bồ Tát. Nếu ở đời vị lai có người cúng dường và đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát, chỉ cần đưa theo kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện để tu hành, ông đều nên bảo hộ họ, không để cho tất cả tai họa lọt vào tai họ, hà huống là để họ gặp phải tai họa. Không chỉ riêng ông bảo hộ người ấy, mà cả Đế Thích Phạm Dương vân vân cùng quyến thuộc cũng nên đến bảo hộ người ấy, dẫn đến thánh chúng cũng bảo vệ người ấy. Chỉ vì người ấy tụng niệm và lễ bái hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, những người này tất xa lìa biển khổ, chứng đắc niết bàn an lạc.